này mà chúng ta thấy được ngũ uẩn hiện hữu như thế nào trong cái trạng thái trống không đó, và chúng ta quét xả bỏ được nó thì chúng ta mới thành tựu được, gọi là chúng ta mới đi qua được cái cánh cửa bất tử này. À, chúng ta rõ ha. Thành ra là sao? Trong 11 cánh cửa bất tử này đều phải thấy ngũ uẩn. Cho nên tất cả các thiền định này phải bắt đầu từ đâu? Chánh kiến. Chúng ta rõ chưa? Các thiền định này mà không tu tập được trên cái chánh kiến về ngũ uẩn, nó trở thành tà định hết. Tà định là những cái trạng thái định mà nó không được xây dựng trên cái căn bản của chánh kiến, cho nên nó không đạt được đến cái trí tuệ và giải thoát. Chúng ta rõ chưa? Hay chúng ta rõ cái này ha? Thì như vậy nói về cái thức vô biên xứ là gì? Thức vô biên xứ, thức là gì? Sự biết, cái biết hay là tánh biết. Và chúng ta để cho cái tâm biết của mình, cái sự biết của mình nó rộng lớn một cách vô biên, rộng lớn một cách vô biên. Và chúng ta an trú trong cái trạng thái mà tâm biết này rộng lớn vô biên á, đó được gọi là chúng ta đang an trú trong gì? Thức vô biên xứ. Mà ngày nay cũng có sự tu tập đó nhưng mà lại không biết đó là thức vô biên xứ. À, thành ra là cái sự tu tập này, tất cả những sự tu tập này đều phải bắt đầu chánh kiến về ngũ uẩn, thì cái pháp thiền định và những cánh cửa giải thoát của chúng ta nó được rõ ràng. Còn bằng không thì nó cứ lùi dụ như vậy mà thôi. Và ở trạng thái thức vô biên xứ này cũng cần phải thấy ngũ uẩn đã hiện tướng như thế nào trong trạng thái này để mà quan sát từ bỏ ngũ uẩn. Bằng không thì sao? Vẫn nằm trong dòng của ngũ uẩn mà thôi. À, chúng ta rõ ha. Và cánh cửa thứ 11 là gì? Vô sở hữu xứ. Tất nhiên là vị này vượt lên thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ là gì? Là tâm vượt qua các trạng thái là cái tâm biết nó vô biên, thì chúng ta hướng đến cái chỗ là thật sự là không có cái vật gì trong cuộc sống này. Khi mà chúng ta quán xét được như vậy, cái tưởng của mình an trú trong cái tư tưởng đó, thật ra là đó là tưởng thôi. Những thiền này đều là tưởng mà thức hết. Thì trong cái sự quán xét an trú là không có cái gì trong cuộc đời này hết. Đó là sao? Quán về tánh không của vạn sự vạn vật đó. Thì trong cái trạng thái mà an trú như vậy và để cho cái trạng thái này rộng lớn vô biên. À, chúng ta nhớ ha. Và trong trạng thái đó cũng cần phải biết năm uẩn vận hành như thế nào trong cái trạng thái tâm tưởng đó, thì mới gọi là sao? Mới đi đến cánh cửa này và qua khỏi cánh cửa này. Bằng không thì sao? Nằm ở phía dưới cánh cửa bất tử. Thì như vậy là cháu đã dạy, gọi là đã chia sẻ với chúng ta về 11 cánh cửa bất tử. 4 cánh cửa đầu tiên là tứ thiền, 4 cánh cửa tiếp theo là tứ vô lượng tâm, và 3 cánh cửa còn lại được gọi là ba thiền vô sắc giới. Tại vì ở những cảnh thiền này là không có sắc tưởng hiện hữu, mà chỉ có tưởng về hư không, hoặc là tưởng về thức, hoặc là tưởng về không thôi. Cho nên đây được gọi là thiền vô sắc giới. Và trong 11 cánh cửa này đều đòi hỏi chúng ta là phải sao? Con đường đi đến 11 cánh cửa này phải đi qua chánh kiến về ngũ uẩn, thì chúng ta mới thấy được, đạt được ngay cái cửa bất tử. Còn mà không, người đi đến 11 cửa này mà không đi qua cái con đường của chánh kiến, trở thành tà định. À, đó là sự chia sẻ của cháu về 11 cánh cửa bất tử. Alo, có ai có câu hỏi gì thì lẹ lên, mình 6:15 rồi. Trễ quá rồi, cháu xin lỗi mọi người. Dạ, con xin mời cô. Dạ, xin phép hỏi thắc mắc. Thì vô sắc thì có cái trường hợp phi tưởng, sao không thấy nói tới? Là cũng có lý do, xin được biết cái lý do là sao? Cái phi tưởng, phi tưởng xứ. Dạ, đúng rồi. Đây là cái bài kinh Bát Hành. Thì trong cái bài kinh Bát Hành này thì chỉ đề cập đến vô sở hữu xứ thôi. Còn cái bài kinh hồi nãy của chúng ta đó, bài kinh tiếp theo sau đó là chúng ta đi xuống này nha. Đây là kinh thiền. Thì trong kinh thiền này có nói về phi tưởng, phi tưởng xứ là sao? Phi tưởng, tất nhiên là không có tưởng
đến cái phi tưởng xứ là sao? Hai cái chữ phi tưởng xứ là gì? Tưởng về cái không. Tất nhiên là suy nghĩ là mình không có tưởng, nhớ không? Phi tưởng xứ là không có tưởng về cái không tưởng. Chúng ta rõ ha? Mà phi tưởng xứ là không có tưởng về cái không có tưởng. Thì sao? Tất nhiên là cái người này từ bỏ những cái suy nghĩ, nhưng mà người này lại có một cái ý niệm ở trong đầu là không tưởng về cái không có tưởng luôn. Tất nhiên là bây giờ mình không tưởng cái không tưởng. Trong cái trạng thái đó vẫn có sự vận hành của gì? Ngũ quẩn. Thành ra nếu vị này ngay cái thiền của phi tưởng xứ này, đây này con mở xuống như này. Khéo léo, nếu mà vị này khéo léo chứng nhập và khéo léo khởi xuất khỏi những cái thiền chứng này, thì ta nói rằng sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần phải được chân chánh làm cho rõ biết, là cần phải được chân chánh rõ biết cái trạng thái thiền này trong năm quẩn như thế nào thì mới đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. Thế chúng ta rõ ha. Cái bài kinh mà con có gửi kèm thêm nữa là kinh nói về tâm từ, và đây là nói về cái sự khác biệt của một người phàm phu không có trí về ngũ quẩn mà tu tập tâm từ. Người phàm phu không có trí về ngũ quẩn mà tu tập tâm từ. Đức Phật thường hay gọi đệ tử của Đức Phật, mà danh từ đệ tử của Đức Phật đây là Đức Phật nói về những người có được trí về ngũ quẩn. Chúng ta nhớ như vậy đó. Cho nên trong cái bài kinh này Đức Phật nói nè, sau khi tu tập ngũ quẩn, sau khi tu tập tâm từ đó, thì cái vị tu tập tâm từ có thể được sanh ở cái cõi phạm chúng thiên, và tuổi thọ ở phạm chúng thiên đó là một kiếp. Một kiếp đây là nói về một kiếp sanh diệt của sự sống, chứ không phải một kiếp của loài người, một kiếp của con người. Một kiếp đây là một kiếp sanh diệt của sự sống. Và cái vị thành tựu được cái sự tu tập tâm từ, vị này được sanh ở cái cõi phạm thiên giới, vị này được sống trọn một kiếp ở đó. Tất nhiên là như này, chúng ta trong một cái kiếp sanh tử của sự sống, chúng ta luân hồi không biết bao nhiêu, sống chết không biết bao nhiêu, vô lượng ở trong đó. Nhưng mà vị này thành tựu được một cái đời sống như vậy. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ thì sao? Vị này sao đi đến địa ngục bàn sanh ngạ quỷ. Tất nhiên là cái người bình thường không có thánh trí về ngũ quẩn, vị này tu tập tứ vô lượng tâm, thì vị này hưởng được cái phước đó, sanh ở những cái cảnh chư thiên tương ứng. Nhưng mà sau khi hết phước thì sao? Rớt trở lại, do những cái tàn dư nghiệp còn như thế nào thì rớt lại tại đó. Thì chúng ta rõ ha. Còn đệ tử Như Lai, đệ tử Như Lai đây là gì? Không phải chúng ta nghĩ là chúng ta thực hành cái hình thức quy y Tam Bảo, thực hành cái hình thức đi theo đạo Phật, chúng ta đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Mà khi nói về người đệ tử của Đức Phật thì Đức Phật nói đệ tử của Đức Phật là sao? Là những vị thành tựu được trí tuệ mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì khi những vị thành tựu trí tuệ đó là tức là gì? Bốn thánh trí về ngũ quẩn. Thì những vị này sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, vị ấy nhập niết bàn trong trạng trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp. Là các vị có nghe giảng nè, chúng ta đang ngồi nghe vậy hôm nay, là nếu mà chúng ta phát triển được thì chúng ta trở thành những thánh đệ tử có nghe pháp, nghe gì? Nghe được chánh pháp. Và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề về sanh thú. Để chúng ta thấy rõ hai cái chánh kiến rất là quan trọng. Cũng hai người tu tập tâm từ, một người có chánh kiến thì khi hưởng hết phước tâm từ đi xuống địa ngục ngạ quỷ bàn sanh. Một người thứ hai tu tập tâm từ có chánh kiến, sau khi hưởng hết cái phước của tâm từ đó thì vị này sao? Nhập niết bàn luôn ở trạng thái đó chứ không quay trở lại nữa. Đó là sự sai khác. Thành ra khi mà nhiều khi chúng ta nghe nói với chư thiên là gọi là còn sanh tử quay trở lại thì là tùy, chứ không phải chư thiên nào cũng như vậy ha. Và đây là nói về từ bi hỷ xả, thành ra con tin để cho chúng ta biết được vấn đề này.
Và một trường hợp nữa là một vị tu tập tâm từ, và vị này quán ngũ uẩn nè, các pháp thuộc về sắc thọ tưởng hành thức, vị này tùy quán là vô thường khổ ha. Thì sao khi thân ngoại mạng chung, vị này sanh lên đâu, sanh thẳng lên đâu? Tịnh cư thiên. Tịnh cư thiên được gọi là cõi trời gì? Chúng ta hay là ngày nay có một danh từ tương tự danh từ này, nhưng mà thôi con không nói. Mà tịnh cư thiên được gọi là cõi trời bất lai. Bất lai là sao? Là những cái vị này sanh tại cái cảnh giới của những cái tâm thức này. Mà cảnh giới tâm thức này là cảnh giới của những vị tâm đã sạch được tham sân, nhưng mà còn lại một chút vô minh và mạng ở trong đó, còn lại năm thượng phần kiết sử ở trong đó là sao? Tham sắc giới. Cái tình độ đó. Đó, đúng rồi, cả tình độ đó. Tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạng trợ cử và vô minh. Những vị sanh đến tịnh cư thiên là những vị đã hết tham và sân và thành tựu chánh kiến về ngũ uẩn. Nhưng mà những vị này còn vướng lại năm cái kiết sử mà bậc vi tế, đó là gì? Tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạng trạo cử và vô minh. Thì sanh tại cõi này được gọi là cõi thanh tịnh, hay còn gọi là tịnh độ. Là vì sao? Tại cõi này không có xen lẫn những con người còn tham sân và không có chánh kiến. Cõi này chỉ thuần những con người có chánh kiến về ngũ uẩn, chánh kiến về bốn thánh trí, hết được tham sân, chỉ còn một chút xíu những cái vi tế kia thôi. Thuần những con người thanh tịnh, cho nên được gọi là tịnh cư thiên. Và sau khi hưởng hết cái tuổi thọ của tịnh cư thiên, các vị này trong khi sống ở đó thì tiếp tục tu tập tâm, và trạng thái tâm các vị này sẽ đi đến một cách nhuần nhuyễn, thể nhập vào niết bàn khi hết tuổi thọ. À, chúng ta rõ rồi ha. Đó là lý do vì sao mà cũng in thêm hai cái bài kinh này. Mà nãy hình như là cô Nguyễn Trinh có in nhiều đúng hay không? À, cảm ơn cô nhiều. Nếu mà ai có thì cảm ơn cô Nguyễn Trinh nhé. Ai chưa có thì phải đòi cô Nguyễn Trinh thôi. Rồi. Chúng ta như vậy là chúng ta kết thúc ở đây. Cháu mong là cái buổi chia sẻ hôm nay của cháu, cháu có một cái đã có thể đem đến một cái chút xíu cái trí về Phật pháp, để chúng ta có thể có một cái chút xíu cái vốn hiểu biết về Phật pháp rồi. Phần còn lại là cháu mong là chúng ta cố gắng quán sát lại những gì mình đã được nghe, được hiểu, để áp dụng và thực hành được đôi phần trong đời sống của mình. Cháu cầu chúc cho tất cả quý sư cô có mặt ở đây, cũng như tất cả các cô chú, các anh chị và tất cả quý Phật tử ở đây được nhiều sức khỏe, tâm khai mở được chánh kiến, để có thể đi đến một trong 11 cái cánh cửa bất tử này. Có ai có câu hỏi gì thì lẹ lên. Trời, câu hỏi nhiều quá. Cái đó có 16 pháp của hơi thở gì đó. Trong tháng 5 này thì từ 5 tây tháng 5 cho đến 8 tây tháng 5 thì cháu có mở một cái khóa tu. Đây là cái khóa tu 4 ngày, thì trong khóa tu này sẽ hướng dẫn thực hành 16 hơi thở và thực hành tìm hiểu chánh niệm trong cái niệm xứ. Nếu mà chúng ta có thời gian và có duyên cũng như là có ước nguyện tìm hiểu về những vấn đề này thì cháu mời chúng ta cùng tham dự và cùng chia sẻ với cháu ha. Còn 16 hơi thở đó thì bây giờ ngồi nói nó dài. Có cần ghi tên để tham dự vào cái khóa đó không? Dạ, cho cháu biết trước, đặng cháu chuẩn bị. Trong cái khóa tu này thì chi phí là 50 euro. Coi như là tổng chi phí chỉ là 50 euro cho tiền điện nước để cháu đưa cho chùa thôi. Phần còn lại thì ăn uống thì coi như là cháu và những người quen rồi là cúng dường mọi người. Sekha đi, Sekha. Dạ thưa, làm ở chùa Sakya, tại vì cháu cũng định tổ chức tại chùa của mình. Nhưng mà cái đó nó lại trùng ngày thứ bảy là cái ngày của sư cô thanh niên giảng dạy, ngày chủ nhật lại là ngày của ban Phật học. Thì thành ra không có tiện tổ chức ra, cho nên cháu tổ chức tại chùa Sakya thì có cái tờ giấy đó để mong mọi người giữ, có gì liên hệ nữa. Dạ. Dạ.
Dạ, chắc cảm ơn chú. Dạ, thưa chú Thành nói đi. Dạ, thưa chú. Dạ, thưa cô. Dạ. Con nói thì rất hay lắm. Dạ, nhưng không có một chuyện thắc mắc gì. Bây giờ người ta nói về quan tâm một trình độ. Mà ta nói về lúc mà niệm Phật này kia, niệm Quan Âm, nó có thể thề có trọng. Dạ. Không biết có đúng gì vậy hay không? Dạ. Theo thưa cô, như thí dụ như người bên thiền là như cô nói thiền là lúc mà có thất bại cũng có, nếu mà thất bại không thiền không tới nơi tới chốn thì cũng phải tỏ hai cách nào, ta tay đô này đô kia mình không có khó khăn. Còn bên tịnh độ thì nói lúc mà chỉ cần chỉ tin thôi, tin Đức Phật A Di Đà mà ấy rồi chết rồi được A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới của Phật A Di Đà. Tại vì Phật Thích Ca cứ giới thiệu Phật A Di Đà mà lại bây giờ có thiền một bên nó hơi quan mang một chút, bên thì nói phải tin tưởng Phật Đức Phật A Di Đà. Bây giờ người ta nói rằng chỉ niệm Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà hay Quan Âm gì đó thì trong đó có thiền có tâm hiểu không? Dạ, con hiểu. Dạ, cảm ơn chú. Thì thật ra là trong khi chúng ta niệm Phật là chúng ta đang đưa tâm về trên một cái đề mục. Và nhờ cái đề mục này mà tâm của chúng ta không có chạy ra cái sắc trần, gọi là lục trần phía bên ngoài. Thì như vậy là nhờ cái đề mục niệm Phật đó mà chúng ta định tâm trở lại. Nhưng mà giống như hồi nãy chú chia sẻ đó, bất cứ pháp hành nào cũng vậy, chúng ta cần phải có chánh kiến. Niệm Phật trở thành chánh niệm, rồi thiền trở thành chánh định. Nếu trong bất cứ pháp hành nào mà chúng ta không có chánh kiến thì từ đó chúng ta cần phải nhìn lại. Cháu chỉ dám nói đến như vậy thôi. Thưa còn ai có câu hỏi nào nữa không? Trong cái tờ giấy hồi nãy có địa chỉ của cháu. Cháu thưa còn ai có ai có câu hỏi nào khác không? Hồi mời chị. Cô ngồi sao? Đó. Tất nhiên là tẩy sạch những cái tham sân si, còn tiền ẩn còn là những cái gọi là hàng tồn kho trong cái tâm của mình. Mà tẩy như thế nào? Ví dụ như bây giờ chúng ta đang làm bếp, chúng ta đang làm bếp mà chúng ta sực khởi lên những cái suy nghĩ bực bội tức tối một ai đó, thì lập tức chúng ta có thể dừng lại cái hành động đó và xem lại tại sao vậy, tại sao lại xong lên như thế này, nguyên do xong là gì? Ồ, chắc trước hả? Mình nói đến cả mình hả? Hay là nó đụng đến cái bản ngã của mình vậy? Phải xem lại cái nguyên nhân đó, rồi tẩy sạch cái sự chấp trước đó. Ví dụ như mình thấy người ta đụng đến cái ngã của mình, mình nói ồ, vậy là sau này là do bản ngã bị đụng rồi. Thôi được rồi, bản ngã thì làm cho mình sanh tử, khổ luôn rồi. Đúng rồi. Thôi bản ngã ơi, đừng có tiếp tục làm khổ ta nữa, đừng có dẫn đường ta đi vào cũng sanh tử và khổ đau nữa. Thì đó được gọi là dừng lại và tẩy sạch dục tham trong tâm trí là như vậy đó. Ai hiểu rồi ha? Rồi, xin cầu ai có câu hỏi nào nữa không? Câu trả lời hay quá bà con ha. Trong lúc dừng lại cái này, nó hàng thép, nó không nó hàng thép. Rồi, xin cầu cái câu hỏi nào nữa không? Dạ, thưa chị. Dạ. Một cửa được ngay cái sơ thì là độn tận được cái lộ hoặc mà hả, chị nhớ rồi hả? Ngay cả sự tu tập tâm từ cũng vậy, khi chị đạt được chánh niệm bắt tay vô tu tập tâm từ, chị quán ngũ uẩn, chị hỷ xả, chị giải thoát à chị nói này ha. Rồi vậy thì còn ai câu hỏi đâu? Nếu không còn thì thôi con xin phép chúng ta cùng an tịnh trở lại 5 phút và sau đó chúng ta niệm Phật.
Dạ, bây giờ con xin mời chúng ta cùng hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trong hai tuần nữa thì chúng ta có một buổi nói chuyện khác của cô Trần Đức Toàn về cái đề tài tiến trình tu tập và thành tựu của chánh đẳng giác muộn của ta. Mong các anh chị em ghi vào sổ tay của mình để tiếp tục tham dự đông đủ. Trong hai tuần nữa ngày ngày 10 tháng 4